cây ra hoa màu trắng tinh khôi, mùi hương dịu nhẹ, hoa kết thành chùm hướng lên trên trời nên gọi là mai chỉ thiên. Cây được trồng bằng phương pháp dâm cành, từ lúc trồng đến lúc xuất bán khoảng 4 tháng. Nhiều người mua về đặt ở văn phòng, công trình công cộng nên hoa được tiêu thụ khá mạnh. Hiện tại cây cao khoảng 20cm, thương lái đến tận vườn thu mua với mức giá giao động từ 15 đến 20 ngàn đồng. Với giá bán này, sau khi trừ chi phí, người trồng có lời gần 10.000 đồng một cây, thu nhập ổn định.